Chào anh ạ. Em chuyện anh gì? Trên này hôm nay ăn Tết rồi. Mình đây là hôm nay là anh em nó đoàn thể. Tức là chương trình vận động anh em tổ chức cái nồi bánh yêu thương. Tức là đi trao tặng quà đấy ạ. Để làm cái chương trình Tết bà con à. Đó, anh em là Thắng, đây là đồng chí Ngọc, anh em bên ban truyền hình của thương hiệu pháp luật anh ạ. Anh em đang làm có cái nội dung liên quan chỗ phân lô bán nền của trên địa bàn xã mình nhé. Và thì gọi em nói chuyện ý kiến của đại địa phương một chút. Thì mấy ngày nay thì em cũng có đi thực tế và cũng được các đồng chí công ty An Bình tư vấn. Thì chút nữa anh em mình sẽ trao đổi thì nó cụ thể. Để có gì anh cũng tạo điều kiện giúp cho bọn em luôn. Em gặp trực tiếp chỗ đơn vị. Em gặp là với tư cách là đi mua đất. Bà. Các đồng chí tư vấn em mấy tiếng rồi. Trẻ tuổi mà tài cao, còn 94, 19, 94 là 92. Có phải người trên địa bàn không anh? Mấy đồng chí đấy? Người ở địa bàn lân cận. Vừa rồi xã mình có trong quy hoạch ghép xã không anh? Giai đoạn sau này thì chắc là mình không biết được. À thế ạ, mình xã mình nhân danh đông không anh? Nhân khẩu hơn 4.000 thì cũng trung bình anh ạ, cũng không đông lắm nhưng mà cũng không ít. Và cũng chung nên là không phải sát nhập ngay toàn bộ đấy. Vâng. Như em thì ở Thanh Thủy, như xã nhà em là mười mấy nghìn dân. Thế khu Phú Phúc là cái gì? Dạ. Xã gì? Em là Hoàng Xá. Hoàng Xá, chung người xã xong thì là Phú Phúc cũng to nhất để. Và Thủ Cung cũng rộng. Thủ Cung này nó thuộc của Thanh Sơn. Và em là Thanh Thủy. Anh xin lỗi là anh là tên là. Anh tên là Long. Và anh Long là làm chủ tịch được mấy khóa rồi? Không, mới làm mấy tháng. À đấy ạ. Thế trước là làm công tác gì anh? Trước là bên đảng. Và đây là anh luôn cả hai cái bí thư và không, xã mình anh bí thư ở trên đền mẫu, tức là trên xã Dương xuống làm bí thư. Chắc là cũng người anh người địa phương đây. Mình người đây. Dân kinh doanh thì dân ban quản lý nhỉ, cái ban quản lý đúng không? Về thì nhưng mà chung là sẽ là cũng thoáng hơn chút để tạo điều kiện cho địa phương. Thế thì gặp đồng ý anh em hả? Không, anh em tư vấn để bán như đó. Em là một người bán hàng, em là một khách hàng mua thôi. Đấy, báo cáo anh là thương đương bọn em ra ngoài xem đất. Hay gửi cái sổ cho bọn em thì đưa trực tiếp ra chỗ khu đất chỗ nhà bà Điều ấy, Điều với Điền gì đấy, Điều. Thì cũng chỉ em là lô bán, nói chung là bán gần hết rồi, còn khoảng 5 lô thôi.
chị tư vấn cho em là mua hai lô gốc. Đấy, thì xong thì em cũng về trực tiếp văn phòng các đồng chí bán, thì em cũng yêu cầu là cho mình xem cái sổ, vì thì các đồng chí cho xem sổ, nhưng mà sổ thì em đang thể hiện là khoảng hơn 1.700, trong đấy có 300 là đất ạ, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì em cũng có trao đổi là thế thì không biết là cái này mình đã xin phép để chuyển đổi sang đất ở, đất thổ cư hết chưa, vì là mình em cũng hỏi các đồng chí là bây giờ nếu mà mình mua thì bao giờ có sổ, các đồng chí cam kết là sau 25 ngày sẽ có sổ. Thì mình có em có hỏi là sổ này xong thì mình có xây được nhà không, thì tức là đất của mình trong sổ là đất thổ cư hay là đất rừng hay là đất trồng cây lâu năm hay đất gì, thì các đồng chí khẳng định 100% với em là chuyển sang đất thổ cư làm được nhà ở bình thường sau 25 ngày là có. Đấy. Và anh Quân đang ngồi với anh Hồng. À đây thì đây anh đang ngủ bác đây không? Rồi thế xong vào ủy ban không đi. Cứ chẳng như mà vẫn phải vào cổng ủy ban này xong để đi vào trong nhà nha. Đấy, thì đồng chí cam kết với bọn em là sau 25 ngày sẽ có sổ. Đấy, và nói chung là cũng nhiều các bạn thì nói nhiều cái chắc là cũng còn em không biết các bạn đã làm lâu hay chưa, nhưng mà nói nhiều câu là ảnh hưởng đến lãnh đạo nhiều phết đấy. Mà nên là em đây em cho anh xem luôn, em ghi được hết mà em ghi các bạn ấy hai cái clip, mỗi clip gần 50 phút. Nhưng mà các bạn ý làm em không biết là quan hệ thật cái quan hệ giả hay là như thế nào, nhưng em không quan tâm. Nhưng mà ban đầu như thế là rất ảnh hưởng đến lãnh đạo. Các bạn bảo là cái chỗ đấy nó ăn thua gì, toàn bộ cái tràn lúa mà bên cạnh nhà máy giày ấy, các bạn chuẩn bị là sàn hết, bạn mua lại hết. Kể cả chủ trương tỉnh chưa có, em có cách em làm được hết, em có quan hệ mà, em sàn được hết. Nói chung là còn em cũng phải nói với anh là còn các bạn ấy còn non lắm. Dưới của em A là tầm tỉnh chưa, tầm trên là tỉnh chưa. Và đâu phải là... Và nó phải có quy hoạch, có dự án, là chấp thuận chủ trương đầu tư dự án gì đấy thì các bạn... Này này, hai đồng chí này. Đây là đồng chí Ngọc Anh với 7. Bảy các lính. Em quay hai clip mà một clip 47 phút, một clip 40 phút mà. Cái này thì anh em được gặp gỡ trực tiếp với anh. Tuy nhiên là anh này chỉ là gọi là quan tay vào điều. Vâng. Công việc đất thì đục người đỏ vào điều. Vâng. Cái gì vừa rồi nó có vào điều nó bán cho các em nhỉ? À. Nó bán rồi. Bán thì lấy cái hiện trạng đất như thế. Thế bây giờ anh đang tách cửa ra để chuyển mục đích. Vâng. Chuyển đổi mục đích, tức là từ đất vườn sang đất ẩn. Rồi. Thì cái việc này thì anh em địa phương nó báo cáo bên văn phòng đăng ký quyền đất. Vâng. Thì anh cũng đang cho ý kiến để giúp cho chỗ bảo hiểm. Vâng. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì cái việc mua bán như thế là rất chứ. Không, nhưng mà em hỏi anh một chút là tức là bây giờ các thủ tục trên đất của bà ấy là đã làm những cái gì rồi? Bây giờ thì mới san hạ con nền đúng không? Cái san hạ con nền thì cấp xã của anh cho san hạ là theo quy định là 3 đến 4 nữa. Vâng. Còn các cái thủ tục khác thì vừa rồi thì anh em có làm san hạ thẳng ra đất. Vâng. Đấy, thì đương nhiên là cái đấy thì mình phải theo quy định rồi. Không, nhưng cái việc là họ đang tách, họ đang chia ra như thế, họ bán thì mình có nắm được không ạ? Có chứ. Thế thì em cho em hỏi là khi mà họ bán mà chưa đủ điều kiện như thế thì mình có mình xong rồi. Mình chưa rõ là họ bán hay ai thì không, em thấy là sẵn mình có công chứng đấy. Anh Long. Chứng thực. Vâng. Em thấy Long có nào được không? Chưa. Ừ. Đấy.
Em thấy mình có chứng thực mấy cái hợp đồng bán này. Mà trong đấy có ghi cả đất ở nhá. Đất ở, đất cây đô nam. À. À. Ừ, thế là như thế là theo em như thế là có dấu hiệu lừa dối khách hàng đấy chứ anh. Thì vì họ đã xong thủ tục đâu mà họ đòi được bán thế. Cái thủ tục thì đương nhiên là họ sẽ làm thủ tục tách thửa và người ta. Nhưng vấn đề là bây giờ chưa xong. Bây giờ thì đương nhiên là phải để khi người ta có chuyển nhượng mua bán thì mình nó mới tách thửa được. Đấy. Không, nhưng mà nó đây này, nó hai việc ra này. Một là ông chuyển mục đích xong toàn bộ 1.700 chỗ đấy thì tôi bán cho ông tách thửa, nó là một việc khác, đúng không ạ? Nhưng bây giờ là chưa biết là huyện đã chấp thuận cái việc chuyển đổi đấy chưa, mà ông đã khẳng định, em xin vô anh một tí, ông đã khẳng định là tôi chắc chắn là tôi sẽ chuyển đổi được mục đích toàn 1.700 này, là tôi sẽ xong, là tôi sẽ tách thửa cho ông. Hai việc khác nhau không? Cái này thì mình cũng đã báo cáo và hướng dẫn rồi. Vâng. Cái văn phòng thì hướng dẫn thế nào đấy để mà làm thủ tục thì anh em ở văn phòng nó giúp nó hướng dẫn. Vâng. Thế thì anh có cái văn bản báo cáo lên huyện không, thì anh cho em xin cái văn bản này. Cái văn bản với cả cái hồ sơ mà có liên quan đến chỗ lô đất đấy mà họ xin hạ cốt lại tiếp. Xin hạ cốt thì mình có đầy đủ cái việc mà mình báo cáo thì mình báo cáo trực tiếp không văn bản. Bởi vì là nguyên theo quy định là nó được phép tách thửa và được phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Không, đúng là nó được phép tách thật, được phép chuyển đổi. Nhưng mà cái việc là ông chưa chuyển xong mà ông đã đi khẳng định với khách hàng là đất này tôi sẽ chuyển cho ông, mà ông để ông đi bán với cái giá đất ở là nó khác nhau chứ anh. Thế bây giờ ví dụ như lỡ ra huyện mình không chấp thuận cho việc chuyển thì như thế nào với khách hàng? Thế cái này là truy tố chứ anh, không phải chuyện đơn giản đâu. Và đây là em đang thấy là có dấu hiệu lừa đảo chứng là tài sản đấy, vì nhiều lắm em. Các bạn thì cứ bắt em cọc cũng quá khổ lắm, bắt em cọc 50 triệu xong lại bắt em cọc 20 triệu xong rồi thấy em ấy lại bắt cọc thôi 10 triệu cũng được. Thế là cái này là các bạn thì cố tình để các bạn ý bán được hàng hay như thế nào ạ? Không, trên địa bàn mà mình bắt em nói anh là đồng như thế này là chết rồi. Bọn em thế thì em xin phép anh cùng lấy này em ghi nhận anh ý kiến một chút. Bọn em là chủ đề như thế ạ. Bọn em ghi nhận anh thì ý kiến của địa phương là mình đã tức là cũng có xác nhận cái việc đấy. Còn đâu còn lại như thế nào thì để em lên huyện em làm việc với các bác đi. Dạ. Ngồi với các đồng chí hôm qua là ca buổi chiều. Lò mọ trên này là các bạn cũng làm nhiều chứ lắm, các bạn bảo em lo ở xã mình thì chắc là mới có hai cái đang làm bán đợt một đợt trước là làm trên ban trên kia. Anh à, đang đâu đấy? À đấy rồi đi. Có mấy anh ở bán đi rồi. Em lên thương hiệu pháp luật anh ạ. Báo thương hiệu pháp luật thì có ý kiến gì các bạn điều. Cái tan hạ con này thì thủ tục là anh vẫn cứ lưu ở đây đi. Không, chắc là chạy vô. Vậy anh hỏi luôn cho em, cho em mượn luôn cái hợp đồng chứng thực của mình nhé. Thật ra là hình thức này thì mới ở Phú Thọ mình, rất mới đấy anh ạ. Làm được thì tốt nhưng mà các bạn làm cũng nên như thế nào mà nó được khoảng 90% thì các bạn đã làm thì không ai nói gì nữa. Mình cũng đang có kiến thức. Các bạn như... Alo. Vâng. Vâng. Đường nào anh?
đi ở đâu ạ? À vâng, vì tôi em nhìn thấy họ đang có vừa xong gì ấy. Họ đang vừa nhưng mà nó có ngập gì đâu, nhìn thấy nó vẫn ở cả hai chỗ mà. Không thì anh cũng trả lời em khoảng hai câu thôi. Thì thôi thì trả lời thì anh cũng trả lời thôi. Không thì để bọn em còn lấy đi. Không thì bọn em chờ. Nhưng bây giờ phải có lãnh đạo chứ. Em đã trực tiếp đi chỗ nghỉ rồi. À không, cái việc này. Cái việc trực tiếp là bọn em đấy là mình nghiệp vụ của em. Còn cái việc là bây giờ bọn em muốn cái việc nó có tình trạng như thế thì bọn em xin ý kiến lãnh đạo của địa phương. Là cái gì đấy nó như đang như thế nào thì em chỉ cần tôi có ảnh hưởng gì đâu. Với anh em ghi nhìn đi. Thì bây giờ anh bảo bọn em làm chuyện đi mà không có hình thì phải làm việc gì. Nó bảo là công việc cái gì anh em xem có vấn đề gì đấy của anh cho đổi luôn. Bây giờ một là cái vấn đề mua bán thì thật sự người ta có vấn đề để cho người ta mua bán vì bọn em chuyển đổi chứ. Đấy là chỗ kia. Tức là để cho đổi làm cho quy trình. Vâng, tức là để cho người ta mua bán nhưng mà vấn đề mua bán nó phải đúng. Rồi anh biết rồi. Nhưng bây giờ nó đang có vấn đề là chưa chuẩn thì ở phía lãnh đạo địa phương mình thì có ý kiến như thế nào? Sẽ có ý kiến với anh em là tất cả những hợp đồng giao dịch này lại không có giao dịch nữa và chờ chủ đủ thì sẽ quyết định.
Ok, thế thì anh cho em gặp đồng chí chuyên môn này, cho em mượn mấy cái hợp đồng ở đây kia. Tôi ta quên anh chưa lấy số rồi này. Rồi chạy hết rồi. Chạy nhanh chứ. Vâng. Em có cái đấy luôn, họ cung cấp cho em. Anh Long bên mình ký luôn, anh Long chủ tịch cũ luôn. Anh cho em số của anh chủ tịch 87. Rồi, 772 516. Cái này thì anh nhau 516 đúng không? 516. Vậy chụp. Rồi. À, chụp lại cho anh. Lên đây mà các bác trả anh em nào tiếp kiểu này này. Đâu rồi anh này, từ từ để anh chứ bây giờ phải có cái hợp đồng chứ. Anh Long đâu nhỉ? Anh Long đã đi chưa nhỉ anh nhỉ? Chứ đội bên này nó cho em xem hết rồi mà, mấy cái hợp đồng chuyển nhượng anh chủ tịch của mình ký rồi. Tư pháp ở đâu anh nhỉ? Xem, giờ em xuống nhưng mà hồ sơ này sợ có bác cứu các bạn. Thu máy Ngọc ạ.
em hỏi tư pháp đấy. Cháu vừa điện là cho Long để cho cháu bây giờ có đủ cái mấy cái hợp đồng chuyển nhượng mà mình đã chứng thực liên quan đến chỗ khu đất nhà bà Điều. Hợp đồng à? Vâng. Cái hợp đồng ấy là dạ. Hợp đồng ấy là hợp đồng chuyển nhượng hay là hợp đồng chuyển đổi? Chuyển nhượng, chuyển nhượng. Mình đã có hồ sơ gì liên quan đến cái đất đấy? Mới có hợp đồng chuyển nhượng thôi đúng không? Không, nó có một cái hợp đồng mua bán chỗ bác Long thì mình có ký chứng thực hiện. Thấy nó có cái hợp đồng giữa ký và Điều với nhà anh Sơn, chị Hoa gì này, mấy nhà nữa. Nhưng nó gọi là hợp đồng gì, mua bán á, đất á. Vâng, mua bán chuyển nhượng chỗ nhà bà Điều ấy ạ. Cháu thấy ghi rõ là ba bản này, ủy ban nhân xã bằng giã liều bản. Hợp đồng chuyển nhượng đấy ạ. Tại vì hôm qua em đọc cũng chả rõ nữa. Không, ghi là hợp đồng chuyển nhượng. Đúng không? Ghi là hợp đồng chuyển nhượng. Không địa chính thì bảo không giữ. Thì cháu điện cho anh Long, bảo là tư pháp giữ cái đấy. Ký mấy bản luôn đấy chú ạ. Cầm xuống đây đi nhỉ.